Cũng đã bắt đầu có những trận đấu được coi là mang tính thực dụng nhiều hơn. Và vào lúc này, một trận đấu trên sân khách, liệu Hoàng Gia Lai sẽ thi đấu như thế nào? Cơ hội thì đến với Hải Phòng ngay ở những phút đầu tiên, và phối hợp giữa Empande và Claudio. Sẽ là quả đá phạt góc dành cho đội khách. Kelly và Damir đều đang di chuyển, rất nguy hiểm. Trọng tài đã thổi phạt với ngoại binh của Hoàng Gia Lai. Một pha bóng cố định và chiều cao giúp cho Kelly và Trevor Watson là những người có được lợi thế trong tình huống tranh chấp này. Văn Toàn đã có lỗi. Người phạm lỗi với Văn Toàn đó là Văn Hạnh. Văn Toàn, Văn Thanh sẽ không có quả đá phạt góc. Đội hình của Hoàng Gia Lai xáo trộn tương đối nhiều, và vào lúc này thì sự phụ thuộc của họ vào những cá nhân như là Văn Toàn, Văn Thanh trên sân Lạch Tray là điều có thể nhận thấy rõ rệt. Đó là những nhân tố có thể tạo ra được tính đột biến. Chân trái. Đó là một tình huống xử lý rất hay của Chevrolet, đầy tự tin. Nhưng thủ môn Văn Luân của câu lạc bộ Hải Phòng cũng đã có phản xạ kịp thời. Chúng ta sẽ cùng xem lại cú đá ở cự ly khoảng 28m của Chevrolet. Cú phóng mà thủ môn Văn Luân của câu lạc bộ Hải Phòng đã trổ tài. Văn Toàn đưa vào coi. Vẫn là sự can thiệp kịp thời của các hậu vệ Hải Phòng. Kelly đã không thể đưa ra được tiếng dứt điểm. Chúng ta sẽ cùng xem lại pha phối hợp giữa Văn Toàn và Kelly. Chính xác là tác động này là không đủ để thổi phạt 11m. Vừa chạm đầu của Damir Mimovic. Thế Dương hết sức bình tĩnh. Phản công dành cho anh Gia Lai. Bóng đang được triển khai nhanh. Văn Thanh đã có một tiếng cài sau và xứng đáng phải nhận thẻ phạt. Cơ hội vừa rồi của anh Gia Lai bằng một tiếng phạm lỗi. Thẻ vàng. Đó là một pha bóng mà Văn Hạnh đã đá thẳng vào chân trụ của Văn Thanh. Lối chơi của Hải Phòng là rất rắn. Đó là lối chơi mà họ sử dụng để kiềm tỏa những đôi chân kỹ thuật của anh Gia Lai. Đó là một cú đá thẳng. Ở mùa giải hôm nay thì Văn Thanh đã không ít lần thực hiện những quả đá phạt trực tiếp cho câu lạc bộ Hoàng Gia Lai, nhưng đa phần đó đều là những tình huống dứt điểm chưa chuẩn xác, bóng thường đi cao hơn so với khung thành đối phương. Toàn rất nhanh. Vẫn là Văn Toàn. Vượt qua cầu thủ thứ ba, Văn Toàn. Tiếng còi đã cất lên. Một quả đá phạt ở sát vạch 16m50 và thẻ vàng dành cho Thế Dương.
Văn Toàn vừa có một pha solo có thể nói là hết sức đáng khen, kể cả cái kéo áo này của Đồng Văn Trung nữa. Điểm phạm lỗi ở sát vạch 16m50. Hãy cùng xem lại pha solo của Văn Toàn. Ba cầu thủ của Hải Phòng tìm mọi cách để ngăn chặn nhưng không thể làm được điều đó một cách dễ dàng với Văn Toàn, và buộc phải phạm lỗi ở nhịp cuối cùng. Không được, Hải Phòng đã phải nhận hai chiếc thẻ vàng. Diego Silva. Silva chủ định có một cú lốp vòng kỹ thuật về khung thành Bìu Ngọc. Đó là những cú chạm bóng đầu tiên của Silva sau khi được tung vào sân. Tất cả các ngoại binh của câu lạc bộ Hải Phòng đều được ưu tiên cho hàng tấn công. Như đã nói thì vào thời điểm này, để tìm ra những giải pháp. Một pha bóng mạnh của Mạnh Hùng với Minh Vương. Đó là cách mà Hải Phòng chơi để ngăn chặn những đôi chân kỹ thuật của anh Gia Lai. Đội trưởng của Hải Phòng đang bị đau. Vẫn đang là cầu thủ Anh Gia Lai, Chevowas. Minh Vương sút bóng. Minh Vương vẫn nỗ lực để đưa ra được một cú sút ở góc rất hẹp. Cú sút đầu tiên của cầu thủ Anh Gia Lai ở hiệp đấu này. Quả tạt của Adriano là không tốt. Thế Cương bóng bóng. Cú phóng chỉ để lại tiếng ồ. Cơ hội thành công là không nhiều. Ta sẽ cùng xem lại quả tạt của Claudio và sau đó là hai nhịp xử lý của Thế Cường. Có thể nghe thấy rất rõ chỉ đạo của các thành viên ban huấn luyện của Hải Phòng. Họ yêu cầu những tình huống tranh chấp phải diễn ra quyết liệt. Quả đá phạt dành cho Hoàng Gia Lai. Văn Anh sẽ rời sân để nhường chỗ cho Châu Ngọc Quang. Cú đá thẳng của Minh Vương. Thủ môn Văn Luân tiếp tục từ chối một bàn thắng cho Hoàng Anh Gia Lai. Trước đó là phản xạ để cứu nguy sau cú sút của Trevor Watson ở hiệp 1. Lực đá vẫn là chịu với sự xuất hiện của Phan Thanh Hậu và Lương Xuân Trường.
Văn Toàn rời sân cùng với Triệu Việt Hưng. Và như vậy là trọng tài chính Trần Đình Thịnh đã nổi còi để kết thúc trận hòa không bàn thắng giữa Hải Phòng gặp Hoàng Anh Gia Lai, trận đấu trong khuôn khổ vòng đấu thứ 7 của giải bóng đá vô địch quốc gia AFF V League 1 2020.